Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp tổ chức. Và chúng tôi xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi những người thực hiện chương trình xin được gửi đến quý vị một lời chúc mừng năm mới. Chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc, an khang cùng với gia đình của mình và hãy yêu thích chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Đinh Toàn thì đặc biệt gửi lời chúc đến các thí sinh, các cổ động viên, những người yêu thích chương trình này. Chúc các con một năm mới thật ngoan, học giỏi, hãy là những siêu quậy thật đáng yêu của ba mẹ, thầy cô, ông bà và anh chị chúng ta. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem những ai sẽ đến với chúng ta trong dịp đầu năm mới này. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Minh Anh, 9 tháng tuổi, cân nặng 9,6 kg, sở thích, thích nghe nhạc và nhún nhảy theo nhạc. Hạng Rùi, thí sinh Minh Quân, 3 tuổi, cân nặng 21 kg, sở thích, thích xem phim hoạt hình, thích đi siêu thị. Hạng nặng, thí sinh Châu Giang, 5 tuổi, cân nặng 24 kg, rất thích múa. Đội màu xanh, thí sinh Thiên Ân, tên thường gọi là Quốc Bảo, 9 tháng tuổi, cân nặng 8,6 kg, rất thích bò. Hạng Rùi, thí sinh Linh Chi, 3 tuổi, cân nặng 18 kg, thích ăn trái cây. Hạng nặng, thí sinh Đăng Thông, 5 tuổi, cân nặng 24 kg, sở thích, thích chơi ô tô, chơi xe lửa, chơi máy bay. Đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Đức Huy, 9 tháng tuổi, cân nặng 9,5 kg, sở thích, thích xem phim hoạt hình và rất thích quảng cáo. Hạng Rùi, thí sinh Khôi Nguyên, 3 tuổi, cân nặng 18 kg, sở thích là thích tìm hiểu mọi vật xung quanh và rất thích hát, thích đọc thơ. Thí sinh Anh Thư, 5 tuổi, cân nặng 27 kg, đặc biệt rất thích múa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với các thí sinh ở giải Vô Địch Hạng Long. Vô Địch Hạng Long, giải đấu dành cho các thí sinh nhỏ tuổi nhất của mỗi đội. Và đặc biệt ngày hôm nay sẽ là các thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Mỗi thí sinh chỉ mới 9 tháng tuổi. Để xem họ làm được gì, Toàn phải suy nghĩ để chọn ra trò chơi. À, chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi bò nhánh. Sau khi nghe hiệu lệnh của Đình Toàn thì quý vị phụ huynh, các chị sẽ giúp cho các bé bò theo những xe đồ chơi do phụ huynh bên đây kéo. Và ai bò về đích trước tiên sẽ nhận được 3 điểm, người về nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Ở trò chơi này, không những các thí sinh cố gắng mà cả phụ huynh cũng phải cố gắng rất nhiều. Và bây giờ, xin mời quý vị phụ huynh hãy đưa các bé vào vị trí xuất phát. Đặt xuống. Đúng vậy, các con hãy nhớ bò theo xe nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bò cũng được, đường cũng được, hãy làm mọi cách để đi về đến đích nha. Bảo ơi, Bảo ơi, đội màu xanh đang tiến nhanh về đích, còn con cuốn hơi con bò đi, con bò đi, con bò đi. Cẩn thận. Sao vậy? Nè nè, con bò đi, con bò đi. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè.
đẹp đâu, đẹp đâu, đẹp nè, đẹp nè, đẹp nè, đứng bờ đi, đứng bờ đi, à, nhẹ đây nè, cười nha. Thôi, chúng ta không bờ nữa, nào, mời các chị ẵm bé theo toàn bước ra đây, và xin mời phụ huynh của bé màu xanh. Và thế là đã có hai thí sinh tự động bỏ cuộc ngay trong ngày đầu năm mới, ngày mùng 3 Tết thôi. Không sao, các con vẫn nhận được điểm của mình. Chú Toàn sẽ lì xì cho mỗi bạn một điểm mang về cho đội của mình. Thế còn quốc bảo của đội màu xanh, con rất là giỏi, bò rất là nhanh và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Kết thúc trò chơi bò nhanh, đội đỏ 1 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng 1 điểm. Chúc mừng đội màu xanh. Và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi bắt đầu đến với phần thi đấu của giải vô địch hạng rồi. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng rồi. Wow, giải vô địch hạng rồi dành cho các thí sinh ở độ tuổi trung bình của cả 3 đội. Và ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết rồi, đúng, có rất nhiều công việc cần phải dọn dẹp, phải lau nhà, phải quét nhà. Chúng ta xem các thí sinh chúng ta có giúp đỡ ba mẹ gì không nào. Tina, nghe chú Toàn hỏi nè, con có phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa không? Con phụ làm cái gì nè? Giặt khăn. Làm gì? Giặt khăn. Giặt khăn. Ừ. Vậy thế còn con phụ ba mẹ làm gì? Con phụ ba mẹ giặt đồ. Giặt đồ. Con giặt có sạch không? Đó. À, vậy thì bây giờ hôm nay là ngày mùng 3 Tết rồi, chúng ta có một bài hát nào về Tết thật vui không? Bài bài bánh chưng xanh đi. Các con biết bài đó không? Biết. Ở đây ai biết bài bánh chưng xanh giơ tay lên. Ai hát hay nhất giơ tay lên. Lên. Ai hát lớn nhất giơ tay lên. Lên. Ai hát dở nhất giơ tay lên. Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau hát bài bánh chưng xanh nha. 1, 2, 3. Bánh chưng xanh bên dưa âu đỏ, cành mai vàng bên cành cao chơi. Tết năm nay bé hè một chuỗi, chúc hôm bà trên bé niu niu, chúc hai trời trên bé niu niu nên bé nên trời bé mất đi chơi. Hay quá. Ôi, chú Toàn vừa định lì xì cho con đây, nhưng mà con nói như vậy thì thôi, chúng ta không lì xì nữa. Và sẽ cùng bước vào trò chơi ngày hôm nay. Trò chơi thầy tả. Các con hãy làm giống như mẹ vậy. Thầy tả cho em bé có thể làm theo cách của các con, hoặc cách nào mà các con biết cũng được. Chúng ta tháo tả cũ của em ra, bôi phấn cho em, sau đó thay vào một cái tả mới. Ai làm nhanh nhất và đúng nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Bây giờ mới bắt đầu làm. Nào, 2, 3. Con mở tả em ra. Nào. Tiếp tục đi con. Đúng rồi. Lấy tả cũ ra. Bồi phấn cho em. Đứng đây. Con mặc tả cho em đi, con mở tả ra. Đây nè con. Rồi, con mặc tiếp. Mặc như thế nào đây?
bây giờ thì con ẵm em bé của con lên xem nào, chú Tài xem nha. Coi như là con cũng mặc được cái tả cho em rồi chứ hả? Nhưng mà không biết như vậy thì em chúng ta có đi được hay không? Trời, giỏi lắm. Thế còn con? Tina mặc nhanh lắm. Nhưng mà lỏng một bên rồi, ầm xuống. Bạn cuối cùng. Cơ mặt có một chân nè, chân này mặt nè. Vậy thì số điểm mà các con nhận được sẽ như sau. Đội màu vàng có nhận được 1 điểm về cái đội của mình. Và Tina ở đội màu xanh, con mặt tả. Hai con mặt tả như nhau, nên Tina mặc nhanh hơn nên Tina nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Và con Quân ơi, Quân nhận được 2 điểm về cho đội màu đỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thí sinh ở giải vô địch Hạng Long. Quý vị hãy chờ xem. Kết thúc trò chơi thay tả, số điểm của các đội là đội đỏ 3 điểm, đội xanh 6 điểm và đội vàng 2 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Các thí sinh chúng tôi đã trở lại rồi và sẽ cùng nhau đến với một trò chơi mang tên Thì Uống Sữa. Lần này chúng ta xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Các thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa như nhau với thể tích như nhau là 60ml. Và thí sinh nào uống nhanh nhất nhận được 3 điểm, người nhanh nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Dạ, nào, quý vị phụ huynh chuẩn bị bình sữa. Và 2 phút 30 giây bắt đầu. Nằm ra uống sữa. Nào, chúng con. Sao uống sữa ạ? Wow. Có ai nói uống không? Ừ, con uống sữa kìa. Vừa uống sữa và vừa nhiệt chân. Con nhiệt chân đi. Lau miệng cho chú Tài xem nè. Chú Tài xem được. Rồi, điểm số của các đội đã được xác định. Màu vàng con mang về 2 điểm cho đội của mình. Đội màu đỏ con không uống sữa và con chỉ nhận được 1 điểm về cho đội của mình thôi. Đội màu xanh Quốc Bảo, con giỏi cả ở trò chơi thứ nhất và cả phần thi uống sữa luôn. Con mang về 3 điểm cho đội của mình. Trò chơi uống sữa đã làm thay đổi số điểm giữa các đội. Đội đỏ 4 điểm, đội xanh 9 điểm và đội vàng 4 điểm. Đình tài cho các thí sinh Hạng Rùi đã trở lại rồi. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một trò chơi rất đẹp, trò chơi nhặt bong bóng. Các con nhớ nè, khi nào có hiệu lệnh của chú Toàn thì các con sẽ đẩy xe đến và nhặt bong bóng. Ai nhặt được càng nhiều thì càng được điểm cao. Ai nhiều nhất được 3 điểm, người nhiều nhì được 2 điểm và người ít nhất được 1 điểm. Nhớ là chúng ta chỉ có thời gian là 2 phút cho trò chơi này thôi.
Nào, con thấy bong bóng đẹp không? Đẹp. Đẹp rồi, con có sợ cái bong bóng nó nổ không? Chờ. Bong bóng nó nổ làm sao? Tiếng nó kêu làm sao? Bum. Thế còn con, cái bong bóng bự thì khi nó nổ tiếng nó kêu làm sao? Đùng. Đùng. Vậy bong bóng vừa vừa nó nổ nó kêu làm sao? Đùng. Đùng. Vậy bong bóng nhỏ xíu nó nổ nó kêu làm sao? Hay quá ta. Bong bóng kêu chip à. Hay quá. Vậy còn con Tina, Tina có biết bong bóng nổ kêu làm sao không? Bum. Bum. Bong bóng bự thiệt là bự nổ thì kêu làm sao? Cũng bùm luôn hả? Cái nào cũng bùm. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta hãy dành 2 phút cho việc nhặt bong bóng và cẩn thận coi chừng những tiếng bùm bùm bùm. Nhớ nha, là cẩn thận coi chừng bong bóng nổ. Nào, 2 phút bắt đầu. 1, 2, 3, nhặt bong bóng. Nhặt và bỏ vào trong xe. Tiếp tục, nhặt tiếp, nhặt tiếp. Nhặt tiếp nào. Bên đây nữa nè. À đúng rồi. Đẩy xe theo, đẩy xe theo. Đẩy cái xe đi mình theo, đẩy xe đi mình theo. Con nhặt tiếp không? Ở bên đây, quay lại bên này nữa là con. Ơi, bỏ thêm vô chứ sao bỏ ra. Cẩn thận coi chừng vướng một quả bong bóng. Rồi, con đứng đây. Con đứng đây. Con đứng đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm bong bóng nha. Con biết đếm không? Đếm nè. 1 hả? Rồi 11 12 13 16 14 trong quá trình nhặt có được một cục kẹo nữa. 14 cái bong bóng, chúc mừng cho đội màu vàng. Thế còn đội màu xanh, Tina đếm nha. Cái bong bóng, chúc mừng con. Thế còn đội màu đỏ, con đếm nè. Lớn lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Như vậy điểm số sẽ như thế nào đây? Đội màu vàng và đội màu đỏ cùng có được 14 quả bong bóng và các con cùng nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Tina, con có bao nhiêu cái bong bóng? Có 3 cái à hả? Con có 12 cái bong bóng và con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Trò chơi nhặt bong bóng của các thí sinh hạng rồi đã kết thúc rồi. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phần thi đấu của các thí sinh hạng nặng. Trò chơi nhặt bong bóng kết thúc với số điểm: đội đỏ 7 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 7 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Xin chào cả 3 thí sinh. Giơ tay chào chúng ta nào.
khắp nơi đều diễn ra lễ hội. Và hôm nay tại phim trường siêu quậy tí hon của chúng ta cũng diễn ra một lễ hội. Đó cũng chính là tên của trò chơi chúng ta ngày hôm nay, mang tên lễ hội kẹo. Trước mặt các con có một đĩa kẹo, một đĩa trống. Nhiệm vụ của các con là gỡ vỏ bọc của từng viên kẹo ra, nhớ bỏ giấy bọc kẹo vào trong giỏ rác của mình và để viên kẹo vào đĩa trống kế bên. Sau 2 phút 30 giây, bạn nào lột được nhiều viên kẹo nhất thì sẽ là người chiến thắng và nhận được 3 điểm. Người về nhì chỉ nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Bây giờ thì 3 thí sinh bước vào chỗ ngồi. 2 phút 30 giây dành cho lễ hội kẹo bắt đầu. Nhớ bỏ vỏ kẹo vào sọt rác, không bỏ lung tung nha. Hãy bắt đầu với những viên kẹo dễ. Các con biết không, ngày nhỏ thì chú Toàn cũng rất thích ăn kẹo, nhưng ba mẹ chú Toàn thì cứ bảo là ăn kẹo nhiều dễ bị súng răng lắm. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng lột kẹo, tổ chức lễ hội kẹo để mời kẹo bạn bè cùng tới nhà ăn Tết với chúng ta nào. Con đổi một viên khác dễ lột hơn, khéo léo lắm, nhưng nhanh tay hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Con nhớ bỏ vỏ kẹo vào sọt rác nha, chúng ta không xả rác lung tung. Con cắn đi, dùng răng cắn cũng được đó. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, 4, 3, 2, 1, dừng lại. Các bạn đặt hai tay lên bàn. Chú Toàn bắt đầu đếm kẹo nha. Đầu tiên ở đội màu đỏ, con có được. Bây giờ con muốn đếm viên kẹo hay đếm vỏ kẹo trong thùng rác? Thôi đếm viên kẹo đi ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 viên kẹo. Chúc mừng đội màu đỏ. Đội màu xanh, con có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 viên kẹo. Chúc mừng đội màu xanh. Con nhắm là con lột nhiều hơn các bạn không? Nhiều hơn hay ít hơn? Ít hơn hả? Chúng ta thử nha. Con có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 viên kẹo. Và vậy thì điểm số sẽ như sau: đội màu vàng và đội màu đỏ cùng lột được 17 viên kẹo trong lễ hội kẹo ngày hôm nay. Và các con mỗi đội sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Và đội màu xanh, con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Giơ tay lên không? Không ơi, con nhận được 2 điểm, con vui hay buồn? Vui. Vậy 3 điểm vui hơn hay là 2 điểm vui hơn? 2 điểm vui hơn ạ. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng tiếp tục niềm vui với trò chơi thứ hai của giải vô địch hạng nặng. Trò chơi lễ hội kẹo. Đội đỏ 10 điểm, đội xanh 13 điểm và đội vàng 10 điểm. Tất cả 3 đội cố lên, còn một trò cuối cùng. Chào mừng quý vị đã trở lại với phần thi đấu của các thí sinh ở giải vô địch hạng nặng. Và các thí sinh chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều việc phải làm. Họ đã phải tổ chức lễ hội kẹo. Còn bây giờ thì họ sẽ cùng nhau đến với chúng ta trong một trò chơi mang tên Bé cùng bày tiệc. Hãy nhìn xem, trước mặt các thí sinh có rất nhiều những ly nước hoa quả. Nhiệm vụ của các con là lần lượt đặt mỗi lần một ly thôi, đặt lên cái mâm, bưng cẩn thận bằng hai tay, di chuyển lên bàn ở phía trên, sau đó cẩn thận đặt xuống bàn và tiếp tục quay về. Làm như thế với ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Chúng ta có 2 phút rưỡi để làm công việc này.
Sau 2 phút 30 giây, ai đem được nhiều ly nước hoa quả ép lên bàn nhất thì sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nhớ cẩn thận và đừng làm đổ nước xuống sàn. Nhớ nha. 2 phút 30 giây cho trò chơi Bé Cùng Bày Tiệc bắt đầu. Đặt ly xuống. Chạy về với ly thứ hai. Chạy về con. Con đi đường này nè, đó. Rồi. Đi thẳng lên luôn. Không, tiếp tục. Của đội màu xanh tuy chậm hơn nhưng lại có cách sắp đặt rất hay. Ai là người đặt được ly cuối cùng lên đây? Để lên mâm. Chúng ta vẫn tiếp tục cổ vũ cho thí sinh của đội màu xanh chứ. Bum. Hai bạn vỗ tay cho bạn Thông nào. Thông nhanh lên. Đi. Bum. Nào, mời ba thí sinh cùng tiến lên phía trước. Mỗi người cầm lấy một ly nước và cầm cho cẩn thận. Về đây. Còn đứng đây. Không đứng đây. Còn đứng đây. Và kính thưa quý vị, phần dọn tiệc của ba thí sinh của chúng tôi đã thực hiện xong với số điểm như sau. Đội màu vàng nhanh nhẹn nhất và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Cuối cùng tuy chậm hơn nhưng chú Đình Toàn đặc biệt có lời khen, bởi vì bạn trai của chúng ta đã bày một bàn tiệc rất đẹp và cẩn thận hơn cả hai bạn gái. Tuy nhiên con chậm hơn các bạn cho nên con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chúc mừng cho chúng ta đã thực hiện thành công việc bày tiệc. Nào cùng ly với chú Toàn nào. Cùng ly không? 2, 3.